Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Danomen, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng quý vị và các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Con người có lẽ đã phát hiện ra hóa thạch của những sinh vật cổ đại từ rất lâu, trước khi có sự ra đời của ngành cổ sinh vật học. Một phát hiện khảo cổ gần đây cho thấy con người có lẽ đã thu thập và sưu tầm hóa thạch chí ít là từ tận thời La Mã. Ở Brazil, người ta cũng đã phát hiện ra hình vẽ của con người cổ đại cách đây 9.400 năm bên cạnh những dấu chân khủng long hóa thạch. Đương nhiên, với kiến thức của người cổ đại thì họ không thể lý giải rằng đó là xương cốt của những động vật sống cách đây hàng chục, hàng trăm triệu năm như khoa học hiện đại. Chúng cũng rất khác so với những động vật sống cùng thời với con người. Một trong những cách lý giải đơn giản nhất là gắn chúng với những sinh vật thần thoại, bí ẩn. Dù bằng chứng còn khá lỏng lẻo, nhưng chúng ta cũng có thể nhìn ra mối liên hệ mơ hồ giữa một số sinh vật thần thoại với khủng long và các sinh vật tiền sử, chẳng hạn như rồng, điều sư hay thậm chí kỳ lân. Ngày hôm nay, chúng ta hãy xem xét một trường hợp khác, lần này với những bằng chứng có vẻ thuyết phục hơn. Đó chính là gã khổng lồ một mắt Cyclops. Liệu Cyclops có phải là một sản phẩm của trí tưởng tượng con người hay là một hình tượng được xây dựng từ hóa thạch của sinh vật tiền sử? Và nếu đúng là như vậy thì đó là sinh vật tiền sử gì? Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Cyclops, hay còn gọi là Kyclops trong tiếng Hy Lạp, là những người khổng lồ một mắt nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp. Tên gọi Cyclops có nghĩa là mắt tròn hoặc mắt vòng tròn, ám chỉ đặc điểm nổi bật nhất của họ, một con mắt duy nhất nằm giữa trán. Theo thần thoại thì có hai thế hệ Cyclops chính, thế hệ đầu tiên là con của Uranus và Gaia. Ba Cyclops nổi tiếng nhất trong thế hệ này là Brontes, tức là sấm, Steropes, chớp và Aegis, sáng chói. Họ là những thợ rèn tài ba đã tạo ra những vũ khí quyền năng cho các vị thần Olympus, bao gồm tiết sét của Zeus, đinh ba của Poseidon và mũ tàng hình của Hades. Thế hệ thứ hai của Cyclops được biết đến nhiều nhất qua tác phẩm The Odyssey của Homer, là con của Poseidon và tiên nữ Thusa. Trong số này, Polyphemus là Cyclops nổi tiếng nhất, được biết đến qua cuộc gặp gỡ với anh hùng Odysseus. Cyclops đóng vai trò quan trọng trong nhiều câu chuyện thần thoại Hy Lạp. Họ từng giúp Zeus đánh bại các Titan bằng cách rèn ra những vũ khí mạnh mẽ. Tuy nhiên, sau khi giúp đỡ Zeus thì họ lại bị giam cầm trong Tartarus bởi Cronus. Trong sử thi Odyssey của Homer, Polyphemus là một Cyclops sống trên đảo và là con trai của Poseidon. Odysseus và các thủy thủ của chàng đã bị Polyphemus bắt giữ khi họ lạc vào hang động của hắn. Odysseus đã dùng mưu trí để thoát khỏi Polyphemus bằng cách làm mù mắt hắn và trốn thoát dưới bụng cầu. Cyclops được miêu tả là những người khổng lồ mạnh mẽ nhưng thô lỗ và hung bạo. Họ sống đơn độc và không tuân theo các quy tắc của xã hội loài người. Tuy nhiên, họ cũng được biết đến với kỹ năng rèn tuyệt vời, tạo ra những vũ khí và công cụ quan trọng cho các vị thần. Cyclops đã trở thành biểu tượng văn hóa phổ biến, xuất hiện trong nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật và phim ảnh. Hình ảnh của họ thường được sử dụng để biểu tượng hóa sức mạnh thô bạo và sự đơn độc. Trong văn học hiện đại thì Cyclops xuất hiện trong nhiều câu chuyện và tiểu thuyết, từ các tác phẩm Homer cho đến các truyện tranh và phim ảnh. Cyclops là một phần không thể thiếu của thần thoại Hy Lạp, đại diện cho sự kết hợp giữa sức mạnh và sự thô bạo. Dù là những thợ rèn tài ba hay những kẻ thù đáng sợ, họ luôn để lại dấu ấn sâu đậm cho các câu chuyện và truyền thuyết. Qua các thế hệ thì hình ảnh của Cyclops vẫn tiếp tục sống động và gây ấn tượng mạnh mẽ trong tâm trí của những người yêu thích thần thoại cũng như văn hóa Hy Lạp. Cũng giống như rồng, điều sư hay kỳ lân thì các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian tin rằng người xưa không hề tưởng tượng ra gã khổng lồ một mắt này từ hư vô. Họ tin rằng phải có một cơ sở thực tế nào đó để người xưa xây dựng nên hình tượng Cyclops, và một lần nữa thì họ lại tìm tới các bằng chứng cổ sinh vật học để lý giải hình tượng Cyclops. Năm 1914, nhà cổ sinh vật học người Áo Othniel Abel đã đề xuất giả thuyết rằng chân tướng thật sự của gã khổng lồ Cyclops chính là những chiếc hộp sọ và hóa thạch của loài voi lộn địa trung hải được tìm thấy rất nhiều trên các hòn đảo địa trung hải như Cyprus, Malta, Crete, Sicily và Sardinia. Liệu giả thuyết này có hợp lý hay không? Voi lộn địa trung hải có danh pháp học là Palaeolossodon fanconeri, là một loài voi đã tuyệt chủng thuộc họ voi. Loài voi này sống vào thời kỳ canh tân giữa, khoảng từ 500.000 cho đến 200.000 năm trước, trên các hòn đảo thuộc địa trung hải. Đây là một trong những loài voi nhỏ nhất từng được biết đến, với chiều cao chỉ dưới 1 mét. Chúng có nguồn gốc từ loài voi ngà thẳng châu Âu, một loài voi lớn có chiều cao lên tới 4 mét. Vào khoảng 690.000 năm trước thì một số quần thể voi ngà thẳng châu Âu có lẽ đã di cư đến các hòn đảo thuộc địa trung hải ngày nay, khi mực nước biển xuống thấp, làm lộ ra các dải đất liền nối các hòn đảo địa trung hải với nhau và với đất liền.
Tuy nhiên, sự thay đổi của mực nước biển đã dẫn đến việc những dải đất liền này biến mất và các quần thể voi ngà thẳng châu Âu bị mắc kẹt lại trên các hòn đảo. Do hiệu ứng đảo mà Mê Khủng Long TV từng đề cập trong một video khác, quần thể voi ngà thẳng dần dần bị thu nhỏ về kích thước, bởi điều đó có lợi cho sự sinh tồn của chúng hơn trên một địa bàn có diện tích nhỏ và hạn chế về tài nguyên sinh tồn. Hiện tượng này dẫn đến sự hình thành loài mới vào khoảng 500.000 năm trước và chúng ta có voi lồn địa Trung Hải. Do đó, voi lồn địa Trung Hải là một ví dụ điển hình của hiệu ứng đảo hay còn gọi là quy tắc Foster. Với kích thước nhỏ bé, chúng có thể dễ dàng di chuyển và tìm kiếm thức ăn trong môi trường đảo hạn hẹp. Các nghiên cứu gần đây cho thấy loài voi này có tuổi thọ khá dài, có thể sống tới 68 năm, mặc dù kích thước nhỏ hơn nhiều so với các loài voi hiện đại. Điều này có thể do tốc độ phát triển chậm và rất ít kẻ săn mồi trong môi trường sống của chúng. Một con voi lồn địa Trung Hải được trưởng thành chỉ cao chưa tới 1 mét tính từ vai và nặng khoảng 250 kg. Một con voi lồn địa Trung Hải con thậm chí chỉ to ngang một con mèo, và điều này làm chúng ta nhớ đến những chú voi tí hon dễ thương trong bộ phim Cuộc phiêu lưu đến hòn đảo bí ẩn vào năm 2012. Tuy nhiên, cũng giống như trường hợp đau lòng của những anh bạn khủng long Europasaurus, sự thay đổi của mực nước biển cũng như sự nâng lên của mảng kiến tạo đã dẫn đến dấu chấm hết của voi lồn địa Trung Hải tại Sicily và một số hòn đảo khác vào khoảng 200.000 năm trước. Biến đổi về khí hậu và địa chất một lần nữa khiến Sicily được kết nối với đất liền, tạo điều kiện cho một loài thú săn mồi như linh cẩu hang, sư tử hang, sói xám, gấu nâu và cáo đỏ xâm nhập. Với kích thước của mình thì chúng dễ dàng làm thịt những chú voi lồn bé xinh. Không chỉ vậy, voi lồn còn chịu sự cạnh tranh về nguồn thức ăn từ những loài thú ăn thực vật khác như lợn rừng, hươu nai, bò, cũng như từ chính những người họ hàng voi ngà thẳng châu Âu của mình. Vậy điều gì khiến Othniel Abel cho rằng voi lồn chính là nguồn gốc của Cyclops? Voi lồn địa Trung Hải đã tuyệt chủng từ khá lâu trước khi con người định cư trên các hòn đảo địa Trung Hải, và do đó người xưa chỉ còn có thể biết đến loài voi này qua những di cốt của chúng còn được lưu lại. Xương cốt của động vật đã chết ngoài tự nhiên thường không được bảo quản trong trạng thái nguyên vẹn, mà thường là mỗi thứ một nơi và rất rời rạc. Phần đầu voi thường là khu vực xương cứng cám nhất, nên hộp sọ của chúng thường được giữ nguyên vẹn. Trùng hợp thay, hộp sọ của voi lại có hình dạng tương đối giống hộp sọ của con người, nhất là trong trường hợp con voi đó không có ngà hoặc ngà nhỏ. Ở chính giữa hộp sọ voi lồn là một cái hốc lớn nằm khá cao, thực chất đó chính là vị trí của lỗ mũi, nơi gắn của cái voi. Mắt thì nằm ở hai bên. Tuy nhiên, do không biết về giải phẫu học của loài voi, có lẽ tổ tiên của người Hy Lạp đã cho rằng cái lỗ mũi lớn này chính là hốc mắt, từ đó họ tin đây là hộp sọ của một giống người khổng lồ chỉ có một con mắt. Trùng hợp hơn nữa, trong sử thi Hy Lạp cũng ghi rằng Cyclops có xuất xứ từ đảo Sicily, cũng là nơi tìm thấy rất nhiều xương của voi lồn. Người địa Trung Hải thật ra có biết về voi. Từng có một giống voi lùn khác tiến hóa từ những con voi ngà thẳng châu Âu xâm nhập các hòn đảo địa Trung Hải sau khi Paleoloxodon fanconeri tuyệt chủng, đó là Paleoloxodon monariensis. Chúng tồn tại trên khoảng 20.000 năm trước và có lẽ đã bị tuyệt chủng bởi hoạt động săn bắn của con người. Hơn nữa, các chiến binh và học giả Hy Lạp có lẽ cũng đã tiếp xúc với voi trong những chuyến lữ hành đến châu Phi, châu Á cũng như các cuộc viễn chinh của Alexander Đại Đế. Tuy nhiên, những hiểu biết này có lẽ không được phổ biến nhiều. Đồng thời, voi lồn địa Trung Hải cũng nhỏ hơn nhiều so với những giống voi hiện đại, thế nên người Hy Lạp có lẽ không nhận ra rằng đó chính là hộp sọ của một loài voi đã tuyệt chủng. Giả thuyết này được tác giả Arian Meyer nhắc lại trong cuốn sách có nhan đề The First Fossil Hunters, xuất bản lần đầu năm 2011, tạm dịch là những thợ săn hóa thạch đầu tiên. Còn có một giả thuyết khác thay thế cho giả thuyết voi lồn của Othniel Abel, đó là một khuyết tật bẩm sinh gọi là Cyclopia, khiến cho phôi thai chỉ có một con mắt. Tuy nhiên, một số tác giả phủ nhận giả thuyết này bởi trong các trường hợp của Cyclopia, con mắt thường nằm khá thấp, ở dưới vị trí của mũi và do đó không phải là nguồn gốc của Cyclops. Có thể thấy, mối liên hệ giữa Cyclops và voi lồn địa Trung Hải khá rõ ràng, ít nhất là rõ ràng hơn nhiều so với trường hợp của rồng hay điều sư. Mặc dù vậy thì đây vẫn chỉ là một giả thuyết, và rất khó để có thể truy được nguồn gốc của các hiện tượng văn hóa dân gian. Chắc chắn là không có tác giả nào ghi rằng, vào ngày nay, tháng này, năm nọ, tôi phát hiện ra một chiếc hộp sọ voi lùn và tưởng tượng ra rằng đó là hộp sọ của người khổng lồ một mắt. Còn bạn có nghĩ rằng Cyclops chính là voi lùn địa Trung Hải? Hãy để lại bình luận bên dưới để cùng nhau thảo luận nha. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký, cũng như theo dõi để không bỏ lỡ những video mới nhất của Mê Khủng Long TV. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.